Hello, everybody, welcome to HealthVKT. Xin chào mừng các bạn đã quay lại với kênh HealthVKT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với con game Elora phiên bản mới ha. Hey, phiên bản mới nghe nói là mới nhất luôn á, có tướng mới luôn nhưng mà chưa biết sao. Phải vô trải nghiệm cái mới biết được nó mới ra sao ha. Ok, rồi, thấy là bản này không cần phải chạy nhiệm vụ tân thủ nha các bạn. Ok, không có quà ở đây luôn, ở ngoài có quà không? Không có quà ở đây luôn, vậy là chắc quà nằm ở ngoài web không tin code kiết đồ này nọ rồi. Ok, bây giờ lướt xem bản này là bản nào đây. Rồi, bản này bản hình như đây đâu phải bản mới, đúng không? Bản mới là phải có con ấy chứ ta. Ok, thôi vô code đi rồi tí quay lại sau ha. Nào, đây, Elora chư hần quang. Đây, để bự bự lên, đó. Open XM Urier 18 giờ ngày 31 tháng 10 2022. Trang chủ Elora22.on. Tỷ lệ nạp 100k bằng 5.000 xu web, khuyến mãi nhân 4 tất cả hình thức nạp từ 31 đến 5 tháng 11. Đó, link nạp game nè ha. Sự kiện like share nhận quà 10 triệu kim cương. Sự kiện loan tin chia sẻ bài viết nhận 20 triệu. Đó. Fan cứng nhận lương mỗi tuần là 10.000 xu web, tương đương với 200.000 nha các bạn, 200.000 Việt Nam đồng nạp vô đó. Rồi, sự kiện tháp huy luyện tầng 90, ải vô tận 9 lòng tầng 900, ải vô tận 900, cốt truyện 400. Mỗi event được nhận 5 triệu kim nguyên bảo, kim cương. Tranh bá đấu trường liên server, top 1 đến top 3, 10 triệu. Top 4 đến top 10 là 5 triệu. Còn vàng code nè, một đống luôn ha. À, đua top lực chiến top 1 50 triệu kim cương, 10 tỷ vàng, 2 tỷ A-ship, 10.000 vé đào bảo, 1 bộ thần trang 20 sao, 100 rương vật liệu tự chọn. À, top nạp 50 triệu kim cương, 10 tỷ vàng, 2 tỷ A-ship, 10.000 vé đào bảo, 100 đá hức tỉnh ha. 50 đá hức tỉnh tùy chọn, một bộ trang bị 20 sao luôn nha các bạn. À, Godline xe thì heo có lấy luôn rồi ha. À, đây tưởng Uri gì nè đó. Ôi trời ơi đẹp chưa? Quá trời đẹp luôn, còn đồ gì nữa. Đó. Ok ok, rồi bây giờ đi nhập code. Code chúng ta nhập ngoài web ha. Rồi, đâu rồi. Đó, viết code. Đây, trong này có xu luôn. Đó, xu like xe luôn. Ok. Amon ở xe bờ cũ rồi. Godline xe thì anh em nhắn tin nhạc min ha. Đó. Đây 30 triệu kim cương. Rồi bây giờ nhập mấy cái code tân hữu vào. Code tân hữu thì có một code nè ha. Hai code nè ha. Rồi ba. Ở đâu vậy? Gì vậy? Ba code nè ha. Rồi 4 code nè. Rồi 5 code nè. Rồi 6 code nè. Ok, từ từ đó, nhận vàng A-ship, rồi A-ship VIP, rồi A-ship tướng, A-ship anh hùng, đá tiên tri, kim cương. Rất nhiều. Ok, lên level 214 luôn ha. Tiếp tục cái đống anh hùng 10 sao nè, 10 sao 1, 2, 3, 4 đúng không? 2, 3, 4, rồi anh hùng mới, mới 1, mới 2, rồi vô nhận luôn, nhanh liền hả?
Đây, lạc thần, lạc trôi rồi nè ha. Đó, tướng 10 sao, tinh anh 10 sao, 10 sao. 10 sao rất nhiều ha. Vô là chỉ lụm về và chơi thôi. Đó. Đầu tiếp tục. New update 1. Đây, update tướng gì đây? À, chúng ta được 10 con bàn cổ ha, hay là Bangu đó. Bàn cổ, Bangu đều là nó. Đây, 10 con hệ tiên và 10 con hệ ám. À, ok, ok, nhận liền. Update 2 đúng không? Đúng rồi, update 2, tưởng gì đây? À, tắc nhâm, đó, 10 con tắc nhâm. Đây, ủa? À, giữ lại mạnh 3 luôn nha các bạn. Đó, ok, lụm luôn. Rồi, đây new update 2 làm rồi. Food 1, food 2. Ok. Food. Rồi, nhận qua. Đó, hồn 5 sao, hồn 6 sao, hồn 9 sao và hồn 10 sao ha. Nào, vô nhận quà, nhận điểm AC VIP nè. Một phát một ha, VIP 16 luôn. Rồi hồn 9 sao, hồn 10 sao. Rồi trang bị cực phẩm. Đó, cực phẩm. Rồi trang bị 10 sao. Này, sao không cho luôn ta? Nếu nó cho luôn thì lẹ rồi ha. Cho gì phải vô mở ra nè. Đó, lộn một, sai một ly là đi mất hết một món liền. Trời ơi. 16 túi. Và trong này có 6 món thì chia đều ra mỗi món là 2 số lượng là 2. Đó, chọn lộn, chọn sai cứ là đi luôn nữa. Nước đi này là không có nước đi lại nha. Ok. Rồi đó, trang bị các kiểu. Đó. Tưởng 10 sao, Amon, Amer gì nè, đó. Rồi bàn cổ không có 10 sao. Đó, đây con tướng mà nhiều anh em chơi nè ha. Surya nè ha. Đó, đấy quẹo ra top coi. Mấy ông top đây. Đây, ô tướng gì ạ? Ban hả? Ôi trời ơi. Bangu nữa nè. Đó, mát tướng, mát sao, mát level nè ha. Bangu ám tiên nè. Con này là New nè ha. Con này gì đây? Không biết con này. Đó, hệ lửa đồ các kiểu. Đó. Full đội hình hệ ám hả? Ngon lành. Này là mạnh bà nữa nè ha. Đó, Amon nè ha. Đó, mấy con này hình như quay ra rất là nhiều luôn. Bangu thì có 10 con. Rồi vô trong sảnh VIP sum nè ha. Đó. Mạnh bà. Hestia. Ok. Izu. Mạnh bà nữa nè. À, hàng chi mấy ông đó vô chơi mạnh bà. Ô. Oh. Susanu, ok, ngày xưa con đó cũng là một con tướng hot, tướng VIP đó các bạn. Đó, ở trong này là VIP Sum, đây là VIP Food nè. Food là nơi mà để chúng ta có thể kiếm những con đem về, chỉ đơn giản là để làm thức ăn cho những con khác thôi đó. Đó. Athena, ok, đó. Ngon, tới luôn bé ơi. Đó, ở đây thì quay 10 lần là, nắm chắc 10 lần là được mùa... 10 con 5 sao đó. Đó. Rồi ở đây quay bet thì chúng ta sẽ có được bet quým, bet hiếm đồ rất nhiều. Đó. Bet như vậy là quá ngon rồi đúng không? Đấy. Rồi triệu hồi ở ngoài. Ở ngoài này thì có cơ hội nhận được tướng mới không ta? Thử một mớ là biết cái gì. Vẫn chưa thấy con tướng mới. Giờ này chắc nó nằm hết trong VIP sum rồi các bạn ơi. Đúng rồi, heo nghĩ là như thế. Rồi, hiểu ha. Rồi. Có event gì không? Quà triệu hồi. Ồ, oh, triệu hồi ngoài đó chúng ta có gom đủ thì sẽ nhận được quà triệu hồi trong này nè. Đó, Mimio. Rồi con HT đồ gì nè. Đó, Mimio. Đó, rất nhiều luôn. Ở dưới này thì chúng ta có hai con Ura và Lâm Nữ gì đó.
xuống đây thì có bành bành cổ bành gu ha. Đó. Rồi điểm tướng nữa, nó rất nhiều luôn, mạnh bà tắc nhâm đó. Rồi cũng như kia luôn, kéo xuống nữa thì chúng ta sẽ có được con bành gu bàn cổ. Quá trời quá đất luôn. Rồi còn nào nữa không ta? À còn su web. Su web thì đây 50.000, các bạn có thể vào cửa hàng mua đồ gì các bạn thích ha. Ví dụ như kim cương đó, đó là kéo xuống mua đá. Nhưng mà heo heo được biết thì các bạn dồn hết cho đây nè. Đó, 5.000 chúng ta có thể các bạn có thể xuống mua skin đồ nè. Đó, skin tướng cái kiểu con đà điểu rất nhiều dưới này luôn. Skin mới, skin cũ gì cũng có. Không thì nếu mà một cá nhân chơi thì heo khuyên các bạn là nên chọn vô đây nè. Đó. Số lượng 5. Đó, 200 đá 1.000, 5.000 đá, 5.000 xu thì được 1.000 đá, ok. Đó, 5.000 xu thì 1.000 đá ra nhận quà. Đấy, rồi vô shop tiên tri. Tiên tri thì rồi, đây, bán đồ nè ha, bán mạnh tướng đồ. Đó, trong này thì không thấy có tướng mới đó. Nhưng mà các bạn có thể nâng con ngộ không trong này lên ha. Đó, ngộ không thì hình như là bản này quay nó hơi khó. Rồi. Nó chỉ có trong cái VIP sum này nè. Đó. Ngoài ra thì heo chưa thấy là chỗ nào ra hết á. Ồ, bạch hổ luôn. Wow, lâu lắm mới thấy được con bạch hổ. Còn tướng tướng VIP ha là nằm ở trong này hết. Đó, mạnh bà đâu ha. Mà thấy dễ ra nhất là con mạnh bà ha. Nên là thấy cũng một số anh em là nâng mát con đó lắm. Và đây là phiên bản hình như là 25 sao hay là 15 sao. 25 chứ, 25 sao. Đó. Ok. Rồi, bye bye. Chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ like, share và đừng quên đăng ký kênh nha các bạn. Ok, rồi, bye bye.